Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 47. Chúng mình hôm nay lại tiếp tục học một bài mà mình sẽ giữ phần giai điệu chính, đó là bài The Band Play On. Và chúng mình sẽ có thể chơi cùng với lại nhạc beat hoặc chơi cùng với thầy cô để hòa tấu. Và phần duet này chính là phần hòa tấu trong một bản nhạc. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc đối với khóa son ở bé tay phải. Còn phần khóa son của bé tay trái chúng mình sẽ đọc sau đó nhé. Bây giờ chúng mình bắt đầu lấy nhịp 3-4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fa, lá, fa, mi, lá, mi, rê, lá, rê. 1, 2. Fa, mi, 2, 3. Si, 2, 3. Si, 2, 3, 1, 2. Fa, mi, son, mi. 1, 2, 3. Mi, son, mi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lá, 2, 3. Lá, 2, 3. 1, 2. Rê, mi, fa, fa, fa. 1, 2, 3. Mi, mi, mi. 1, 2. Rê. 1, 2, 3, 1. Son, la, si. 2, 3, 1. Lặng, lặng. 1, 2, 3. Fa, mi, rê. 1, 2, 3. Fa, son, lá. 1, 2, 3, 1. 2, 3, fa, 2, 3, 1, lặng, lặng. Như vậy, cô Vân vừa hướng dẫn xong cho các bạn phần nốt nhạc của phần khóa son chơi tay phải. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khóa son, nhưng chúng ta sẽ chơi tay trái nhé. Cách đọc nốt thì y hệt như phần đọc nốt của khóa son. Chúng ta không cần phải dịch chuyển tên nốt nhạc. Bây giờ vị trí này vẫn là vị trí đô của khóa son đúng không? Như vậy chúng ta sẽ gọi tên bình thường. Và có ít nốt nên là cô sẽ không đếm nhịp mà cô sẽ gọi tên từng nốt luôn nhé. Đô, rê. Rê, đô, rê. 1, 2, 3. Rê, đô, rê, đô, 2, 3. Sau đó chúng ta nghỉ dài. Đến chỗ này. Mi, mi, mi. 1, 2, 3. Rê, 2, lặng. Rê, 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 rê. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Rê, rê, đô, rê. 1, 2, 3. Đô, rê, mi. 1, 2, 3. Rê, 2, 3. Mi, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Như vậy là ở phần khóa pha này chúng ta nhìn thấy có sự xuất hiện của khá nhiều dấu hóa bất thường. Ví dụ như ở khu vực này, các con nhìn thấy đô thường, còn ở đây là đô thăng. Và ở khóa son thì cũng có một dấu hóa bất thường là mi dáng. Còn ngoài ra thì các con sẽ có một dấu hóa cố định cho bài này, đó là dấu si dáng. Nếu chúng ta bắt gặp nốt si thì chúng ta sẽ chơi phím si dáng nhé. Bây giờ cô Vân sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi bản nhạc này đối với lại hai tay trên phím đàn. Chúng ta cùng quan sát nhé. Đối với phần tay phải của bản nhạc này, chúng mình sẽ đặt ngón 3 ở nốt pha. Và đô trung tâm là vị trí phía dưới của nốt pha này. Chúng ta lưu ý bản nhạc này cũng sẽ có khá nhiều những chỗ thay đổi số ngón tay và vị trí ở trên phím. Nên chúng ta cần đọc nốt nhạc và đặt đúng số ngón tay. Bây giờ chúng ta cùng quan sát cô nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you.
một hai ba fa mi re một hai ba fa sol la một hai ba một hai ba fa hai ba một lặng lặng đó là phần chơi của tay phải. Tay trái thì đối với bài này có rất là ít nốt, không có nhiều nên là cô sẽ đếm nhịp. Đối với chỗ mà nghỉ dài quá chúng ta có thể bỏ qua nhé. Tay phải thì chúng mình tìm vị trí đô trung tâm này, sau đó chúng ta đặt ngón số 3 là ngón đầu tiên trong bản nhạc này chơi cho nốt đô. Chúng ta cũng lưu ý về các dấu hóa được ghi trong bản nhạc nhé. Bây giờ riêng dòng đầu tiên là các con chỉ chơi nốt đô rê này. Dòng thứ hai thì các con sẽ chơi là 1 2 3 rê đô rê 1 2 3 rê đô rê đô 2 3. Đó là hết dòng 2. Và sang đến dòng thứ ba thì chúng ta sẽ chơi nốt mi bằng ngón 1 1 2 3 mi 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 1 2 3 rê 2 3 lặng rê 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 lặng lặng 1 2 3 1 2 rê rê đô rê 1 2 3 đô rê mi 1 2 3 rê 2 3 mi 2 3. Đó là phần nốt nhạc của tay trái. Bây giờ cô sẽ ghép hai tay lại với nhau. Chúng ta sẽ đặt tay phải vị trí nốt pha ngón 3, tay trái vị trí đô trung tâm ngón 3. Cô sẽ lấy nhịp đều và chơi 1 2 3 1 2 3. Vậy là sự kết hợp giữa khóa son tay phải và khóa son tay trái là như vậy. Bây giờ thì cô sẽ chơi cùng với lại nhạc beat. Các con cùng lắng nghe tốc độ chậm và nhanh nhé. 1, 2, 3. Bài này tốc độ khá là nhanh đúng không? Và bây giờ chúng ta cùng nghe với tốc độ nhanh bài 68 nhé. Thank you.
Như vậy, cô đã trình bày xong bài cuối cùng trong quyển sách Easy X2. Đây là một bài khá thử thách đối với chúng ta. Chúng mình cùng luyện tập. Cái khó trong bài này đó là chơi được đúng số ngón tay và với tốc độ rất là nhanh. Vậy, khi các con luyện tập thì các con hãy lưu ý là chúng ta chơi từ chậm, tăng dần tốc độ, rồi chơi thành thạo và cuối cùng là chúng ta học thuộc bản nhạc đó để chúng ta có thể là không nhìn sách chúng ta vẫn chơi được và cảm nhận giai điệu của bản nhạc này nhé. Như vậy chúng ta đã hoàn tất phần học Easy X 2. Cô chúc các con sẽ có được nhiều tiến bộ và chúng mình sẽ hẹn gặp nhau ở quyển sách tiếp theo Easy X 3 một ngày gần nhất nhé. Chào tạm biệt các con.